Dạ vâng, em Trinh Trang RHD xin kính chào toàn thể các bác cùng các anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020, em Trinh Trang RHD xin gửi lời chào và chúc sức khỏe cũng như là chúc toàn thể các bác cùng anh chị em trên toàn quốc là có một cái tháng mới là tràn ngập niềm vui và hạnh phúc và thành công trong kinh doanh. Em xin giới thiệu với toàn thể các bác cùng anh chị em một trong hai thiết bị Equalizer hàng đang có tại em Trinh Trang RHD nhập khẩu về từ đất nước Hàn Quốc với một tình trạng là máy zin bản và đẹp xuất sắc. Các bác của anh chị em biết rồi, tất cả các sản phẩm Equalizer em cũng đã test và giới thiệu rất rất nhiều và cũng đã bán ra rất nhiều trong suốt thời gian qua. Thì nó có một cái vị trí rất quan trọng trong tất cả các bộ dàn âm thanh, nghe nhạc và hát karaoke, từ gia đình cho đến phòng hát kinh doanh và tất cả các show tổ chức sự kiện lớn ngoài trời. Nó có một cái nhiệm vụ rất quan trọng là điều chỉnh tất cả các cái giải âm sắc, các cái giải thừa, giải thiếu của bass và trung và tép, trung âm, trung tầm, trung tép các bác của anh chị em nhé. Thì em xin giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm này. Xin mời toàn thể các bác của anh chị em lắng nghe và theo dõi. Vâng, Marcus EM3010 hàng được sản xuất tại đất nước Hàn Quốc, sử dụng nguồn điện là 220V và tổng là 22 cần chỉnh các giải âm sắc và được tách biệt ra hai vế phải và vế trái, mỗi một vế là 11 cần các bác của anh chị em nhé. Với các cái giải tần chỉnh bass, chỉnh trung, chỉnh tép rất hay, các bác của anh chị em có thể điều chỉnh cho nó phù hợp tất cả các cái thể loại nhạc để cái bộ dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke nhà mình có được cái giải âm ra đàn cái hiệu quả tốt nhất. Thì đây là một trong những thiết bị có một cái tính năng rất tuyệt vời cũng như là cái cách sử dụng rất dễ cho các bác của anh chị em sở hữu về để phối ghép và chỉnh vào cái bộ dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke nhà mình nó được hay hơn và hoàn hảo hơn. Xin giới thiệu với các bác của anh chị em đây. Ở giữa là hai công tắc, cái đèn đỏ là công tắc power tức là tắt mở nguồn, còn cái chế độ đèn xanh này là cái công tắc chỉnh chạy quay quay và không quay quay. Ở trong cái video hôm nay thì em test rất đơn giản thôi, một chiếc Equal Marcus EM3010 chỉnh âm sắc đánh ra với một cục ground Macrotech 5002VZ và cuối cùng thứ ba đó là cái cặp loa JBL 215 các bác của anh chị em nhé, full 40 một bát một tép kèn, hàng bãi xịn của Mỹ, Crown Macrotech 502VZ hàng bãi xịn của Mỹ và Marcus EM3010 em đang test và giới thiệu chi tiết là cái hàng bãi xịn em nhập khẩu từ đất Hàn Quốc về đang có tại em Trinh Trang RHD với một tình trạng là máy zin bản cực đẹp, có một cái chất âm cực kỳ hay các bác của anh chị em nhé. Ở cái model này thì các bác của anh chị em lưu ý là hãng thiết kế là sử dụng là cái ngõ tín hiệu vào và ra là có hai ngõ tín hiệu, một là cái ngõ hoa sen, cổng hoa sen và cái cổng 6.0 các bác của anh chị em nhé. Đây, xin mời các bác của anh chị em cùng để ý này. Em đang sử dụng là cái ngõ tín hiệu vào và ra là giác hoa sen. Tuy nhiên là sẽ có ngõ 6.0, 6 ly các bác của anh chị em nhé. Đấy, rất tiện cho các bác của anh chị em sử dụng để phối ghép với các cục đẩy. Và đây là cái thông số chi tiết các bác của anh chị em để ý này. Sử dụng nguồn điện là 220V và 6W các bác của anh chị em nhé. Toàn bộ máy zin bản rất đẹp. Ở đằng sau có một công tắc để cắm nai cho các thiết bị âm ni hoặc là Equal hoặc các thiết bị nghe nhạc và hát karaoke khác các bác của anh chị em nhé. Rất tiện luôn, máy zin bản và cực kỳ đẹp. Đây, em sẽ cắm thử nai cái chiếc ở bên dưới ra, các bác của anh em thấy là nó rất tiện, rất tiện luôn. Này các bác của anh chị em sử dụng để nó như kiểu là một cái bộ thích cắm nai ra các thiết bị khác ấy. Rất tiện các bác của anh chị em nhé. Đấy, rất tiện, rất đẹp các bác của anh chị em nhé. Rất đẹp, em sẽ quay chi tiết gần hơn. Các bác của anh chị em để ý, em sẽ quay chi tiết gần hơn. Toàn bộ máy zin bản là cực kỳ đẹp, sử dụng để các bác của anh chị em phối ghép nghe nhạc và hát karaoke trong bộ dàn âm thanh nghe nhạc nhà mình. Và hát karaoke nhà mình là nó đạt được cái chất âm hay nhất và hoàn hảo nhất. Thì em giới thiệu với toàn thể các bác của anh chị em. Các bác của anh chị em có nhu cầu xin mời các bác của anh chị em liên hệ với em qua địa chỉ trên. Em Trinh Trang RHD, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0977578995 ship hàng toàn quốc theo cầu. Các bác của anh chị em lưu ý là hôm nay sáng mùng 1 là em bán ra là với giá là 1.200.000 một chiếc. Các bác của anh chị em có nhu cầu liên hệ với em được sở hữu một trong hai chiếc này. Chỉ có duy nhất là hai chiếc các bác của anh chị em nhé. Hàng rất đẹp, zin bản từ A đến Z.
Các bác của anh chị em có nhu cầu thì liên hệ với em để được sở hữu này, và có nhu cầu về các cái thiết bị sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke khác thì xin mời các bác của anh chị em liên hệ với em hoặc inbox với em để được tư vấn về tất cả các sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke gia đình, phòng hát, kinh doanh chuyên nghiệp. Em xin trang có đi rất rất nhiều các bác của anh chị em nhé. Em liếc qua một số cái thiết bị đang có ở cái shop của em và còn rất nhiều trong kho các bác của anh chị em nhé. Âm ni và tất cả các cục đẩy quay mà in mixer rất nhiều các bác của anh chị em nhé. Qua cái video hôm nay ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020 thì em Trinh Trang Audio D cũng một lần nữa không biết nói gì hơn là xin chân thành cảm ơn tất cả các bác của anh chị em trên toàn quốc trong suốt thời gian qua cũng đã ủng hộ em Trinh Trang Audio D rất rất nhiều, các cái tình cảm, các cái like chia sẻ cũng như là tất cả các cái sản phẩm dù nhỏ hay to thì các bác đã ủng hộ em rất nhiều, và một lần nữa xin chân thành cảm ơn và rất mong trong thời gian tới là sẽ được nhiều nhiều hơn nữa các bác của anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc chia sẻ cũng như ủng hộ em bằng các cái sản phẩm khác nhau. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác của anh chị em trên toàn quốc vào các video clip gần đây nhất. Em Trinh Trang rất trân trọng.